Bản tin lúc 18 giờ ngày 21 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga và Angola được cách ly ngay. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.144 bệnh nhân. Thông tin về 3 ca mắc mới cụ thể như sau. Bệnh nhân 1.142, bệnh nhân nữ 46 tuổi, công dân Việt Nam ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 16 tháng 10 năm 2020, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 16 tháng 10 cho kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 19 tháng 10 xét nghiệm ngày 20 tháng 10 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân 1.143, bệnh nhân nữ 33 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân 1.144, bệnh nhân nam 8 tháng tuổi, là con của bệnh nhân 1.143. Ngày 20 tháng 10, hai bệnh nhân này từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 10 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Số người cách ly là 13.929, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 168, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.678, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 1.083. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 10 ca, lần 2 là 3 ca và lần 3 là 3 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.